Các đức giám mục từng coi sóc giáo phận Ban Mê Thuật. Tin yêu Chúa xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc làm giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuật. Như vậy, Ngài trở thành vị giám mục thứ 6 của giáo phận Ban Mê Thuật kể từ ngày thành lập giáo phận Ban Mê Thuật ngày 22 tháng 6 năm 1967. Như vậy, với 57 năm kể từ ngày thành lập giáo phận Ban Mê Thuật, giáo phận được coi sóc bởi 6 giám mục. Vị giám mục tiên khởi là Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai. Ngày 22 tháng 6 năm 1967, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã thiết lập giáo phận Ban Mê Thuật. Cùng ngày hôm ấy, Ngài bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai làm giám mục tiên khởi giáo phận Ban Mê Thuật. Lễ tấn phong giám mục được cử hành tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn ngày 15 tháng 8 năm 1967 và lễ nhận chức tại nhà thờ chính tòa Ban Mê Thuật ngày 22 tháng 8 năm 1967. Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, giám mục tiên khởi. Khẩu hiệu giám mục của Ngài là: Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại. Ngài sinh ngày 3 tháng 7 năm 1913. Ngài chịu chức linh mục ngày 19 tháng 6 năm 1941. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục ngày 22 tháng 6 năm 1967. Ngài nhận chức giám mục Ban Mê Thuật ngày 22 tháng 8 năm 1967. Ngài qua đời ngày 4 tháng 8 năm 1990. Vị giám mục thứ hai của giáo phận Ban Mê Thuật là Đức Cha Giuse Kịch Chính Trực. Khẩu hiệu giám mục của Ngài là: Chúa giàu lòng thương xót. Ngài sinh ngày 25 tháng 10 năm 1925. Ngài chịu chức linh mục ngày 31 tháng 5 năm 1954. Ngài chịu chức giám mục ngày 15 tháng 8 năm 1981. Ngài làm giám mục chính tòa ngày 4 tháng 8 năm 1990. Ngài về hưu ngày 29 tháng 12 năm 2000. Ngài qua đời ngày 23 tháng 9 năm 2011. Vị giám mục thứ ba của giáo phận Ban Mê Thuật là Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức. Khẩu hiệu giám mục của Ngài là: Đạt tới người mới. Ngài sinh ngày 22 tháng 2 năm 1938. Ngài chịu chức linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967. Chịu chức giám mục ngày 21 tháng 4 năm 1997. Giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuật ngày 29 tháng 12 năm 2000. Ngài về hưu ngày 17 tháng 5 năm 2006. Ngài qua đời ngày 23 tháng 5 năm 2011. Vị giám mục thứ tư của giáo phận Ban Mê Thuật là Đức Giám Quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa. Khẩu hiệu giám mục của Ngài là: Trong tinh thần và chân lý. Ngài sinh ngày 2 tháng 2 năm 1932. Ngài chịu chức linh mục ngày 20 tháng 12 năm 1959. Giám mục ngày 30 tháng 1 năm 1975. Làm giám quản tông tòa giáo phận Ban Mê Thuật từ ngày 29 tháng 5 năm 2006 đến ngày 21 tháng 2 năm 2009. Ngài qua đời ngày 14 tháng 2 năm 2017. Vị giám mục thứ năm của giáo phận Ban Mê Thuật là Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản. Khẩu hiệu giám mục của Ngài là: Bước theo thần ký. Ngài sinh ngày 26 tháng 11 năm 1956. Ngài chịu chức linh mục ngày 16 tháng 9 năm 1993. Ngài tấn phong giám mục ngày 12 tháng 5 năm 2009. Giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuật từ ngày 21 tháng 2 năm 2009 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022 thì tòa thánh bổ nhiệm Ngài làm giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng và tiếp tục làm giám quản giáo phận Ban Mê Thuật cho đến ngày 13 tháng 7 năm 2024 thì tòa thánh bổ nhiệm vị giám mục thứ 6 của giáo phận Ban Mê Thuật là Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc. Ngài làm giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuật, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản sẽ kết thúc sứ vụ giám quản giáo phận Ban Mê Thuật
vào ngày 21 tháng 8 năm 2024 với thánh lễ tạ ơn vào lúc 9 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2024. Vị giám mục thứ 6 của giáo phận Bân Mê Thuật là Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1967 tại thành phố Bân Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk, thuộc giáo xứ Châu Sơn, giáo phận Bân Mê Thuật. Ngày 1 tháng 3 năm 2000, được Đức giám mục Giuse chính trực truyền chức linh mục. Ngày 13 tháng 7 năm 2024, được Đức giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Bân Mê Thuật. Thánh lễ tấn phong giám mục dự kiến vào ngày 22 tháng 8 năm 2024 tại trung tâm mục vụ giáo phận Bân Mê Thuật. Trên đây là 6 vị giám mục từng coi sóc giáo phận Bân Mê Thuật. Nguyện xin Chúa ban hạnh phúc nước trời cho các vị đã qua đời, và xin Chúa nâng đỡ và đồng hành ban muôn ân lành hồn xác cho Đức tân giám mục chính tòa giáo phận Bân Mê Thuật, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc và Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.